siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Mang dép dép kỳ vậy? Dép Lào hả? Lên em có nghe nhầm không? Mang dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi đi. Từ từ đến coi coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy, là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bắt tay bạn cái đây. À, ui, sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. À, bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Hiểu chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, không biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Và bây giờ nhân vật chúng ta ngày hôm nay, nhân vật nam xuất hiện, xin mời. Khoan, đứng được rồi. Trời đất ơi, lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép kỳ vậy? Dép Lào hả? Lên em có nghe nhầm không? Mang dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi đi. Từ từ đến coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy, là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bạn tên là gì? Em tên Thanh Liêm. Thanh Liêm, mặc đồ võ chắc là học võ ra hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ 22. 22 tuổi. Hôm nay bạn đi có ai cổ vũ cho bạn không? Dạ có. Ai đâu? Bạn có rung hồi hộp gì không? Dạ có. Bắt tay bạn cái coi. À, ui, sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. À, bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Hiểu chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, không biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời bạn. Rất là có gu, mặc dù rất là giản dị nhưng mà không có kém phần chói lóa. Nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị. À, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là chói lòa. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng. Em 22 tuổi. Hằng 22 tuổi. Hằng đang làm gì? Công việc hiện nay là làm gì? Dạ em đi học. Học đại học hả em? Dạ em đi học. Em học bên ngành nào, khoa nào? Em học tài chính ngân hàng. À, học tài chính ngân hàng. Em ơi, hồi nãy bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo cổ vũ. Vậy hôm nay Hằng đến đây có ai theo cổ vũ Hằng không? Dạ có gia đình em. Gia đình là ai? Có bà nội nè, có mẹ với có chị. Hết luôn ba thế hệ luôn hả? Đâu gia đình bạn đâu? Dạ rồi, đây rồi. Xin được chào hết đây. Cố lên. Tôi nói thiệt nha, trong cuộc đời tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội có cả gia đình đi theo hết trơn. Cái này cũng hơi khó, hơi căng rồi nha. Xin hỏi bạn Liêm à. Dạ. Bạn nghe rõ bạn kia tên Hằng là chứ gì? Dạ. Bạn kia đang học đại học. Dạ. Còn bạn đang học gì? Em cũng đang học đại học. Đại học luôn? Đại học sao đi học võ nữa? Là em học đại học thể dục thể thao Hồ Chí Minh, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2. Vậy bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ tư. Năm thứ tư rồi. Dạ. Tính cách của bạn là như thế nào? Mạnh mẽ. Có đôi chút lãng mạn. Mạnh mẽ, lãng mạn. Cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ, em cao 1m73. 73. Nặng chắc cũng cỡ 70kg hả? Dạ, 71. 71kg. Nước da trắng tươi. Trắng lắm hả? Trắng nước lắm da trắng tươi. Trời ơi. Tụi em thích da trắng lắm á. Tại vì em không có được trắng, em rất là ngưỡng mộ với người đàn ông da trắng. Em có thích da trắng không? Dạ. Trắng không tủ lắm chị ơi. Chứ em thích làm sao? Ngâm ngâm giống em. Thích ngâm ngâm giống em. Bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha. Bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi. Chiều cao bạn em thấy sao, có cao quá không? Dạ, hơi thấp. Chứ em muốn làm sao? 1m75 trở lên.
Bên đây muốn 1m75 trở lên, bên kia mua đôi giày cao gót mang đi. Em ơi, cho chị muốn hỏi em một tí nha. Hồi nãy chị đùa với em thôi, chứ còn hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn, nó muốn làm đẹp đúng không? À, tại sao em lại chọn một đồ đơn giản như vậy? Dạ, tại đây mới là cá tính của em. À, dạ. Vậy là cá tính của em thích đơn giản. Dạ, đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng mà đẹp, đơn giản mà đẹp, chị đồng ý em, rất đơn giản và rất đẹp. Dạ. Bên đây còn đơn giản hơn nữa, mặc đồ đi tập để gặp luôn á. Tập gì á? Tập võ. Hả? Mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm. À, bạn sở thích của bạn là gì? Bạn thích gì? Võ thuật. Võ thuật. Giải trí bạn thích gì? Có thích hát hò gì không? Thích hát loại nhạc gì? Nhạc trầm. Nhạc trầm. Buồn. Không có thích sôi nổi hả? Rồi đó, sở thích bên đây đó. Bên đó như thế nào? À, em thích đi du lịch. Đi du lịch. Thích ăn uống với bạn bè. À, đi ca hát. Nhảy múa, nói chung là em thích cái gì năng động á là em thích. Nhảy múa là sao em? Ấy thì mình vừa ca hát vừa nhảy luôn à. Chị nhìn thấy em rồi chị thấy em năng động rồi. Nè, Linh ơi, Linh ơi, bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha. Nha. Bên đây cứng cáp nha, dân võ thuật nha. À, đi tới hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha. Nhưng mà em thấy mâu thuẫn quá à. Cái gì mà vừa cứng mà vừa mềm là giờ sao? Tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng, tại sao tay cầm cục gạch là sao? Một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy. À. Còn một bên cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh, em có thể bảo vệ được cô ấy. Hay nha. Bảo vệ được cô ấy. Trong đầu bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào? Cao, trắng, chắc chắn. Chắc mái tóc cô ấy dài. Tóc dài. Trắng mà có trắng trong tương lai nếu tóc trắng. Dài có dài nếu 6 tháng tới không thấy tóc. Em ơi, ở bên kia là người ta chơi thể thao, ở người ta tập võ, em có chơi thể thao gì không? Dạ em có bơi với chơi cầu lông. Ok, vậy là được rồi, là mình cũng có thể thao, người mình mạnh khỏe rắn chắc. Em nghĩ là em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là hay ăn. Mình ưu điểm là hay ăn. Câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Em hả? À, cao to, mạnh mẽ, đừng có lãng mạn quá, đừng có ghen quá. Đừng có... Đặc biệt là phải hay cười, hay cười giống em. Cười bên đây cười hoài. Bên đây cười hoài à. Nè, đừng có ghen quá nha. Bên đây, hồi nãy bên kia đó, đừng có ghen quá. Bạn có ghen, có tính hay ghen không? Thấy cầm cục gạch là nghi lắm à. Có đâu, cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà. Bạn có hay ghen rồi, bạn nói đi. Tính bạn có hay, có ghen không? Dạ không. Không có ghen. Đúng rồi, đâu có ghen đâu. Không ghen. Được không? Bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không? Dạ thích. Để về hai người đánh lộn hả? Đó. Chứ chi? Trao dồi võ thuật. Trao dồi võ thuật. Bên đây muốn học võ đó, bên kia có muốn học võ không? Em nghe bên đó biết đánh võ rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ? Em sợ. Em sợ. Em sợ. À, lý do tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai? Tại vì em lo cho việc học, bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi, nên giờ em có rảnh thời gian nên em muốn tìm một nữa. Giờ rảnh thời gian rồi, rảnh thời gian đi tìm người yêu rồi. Dạ. Ha. Mẫu người yêu của bạn là như thế nào? Mẫu người yêu của em cũng đơn giản, giản dị và biết làm đẹp cho mình rồi. Vậy là hợp rồi, bên đây rất là đơn giản, rất là giản dị. Từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà. Em mẫu người lý tưởng của em có thần tượng ai không? Dạ em thần tượng ca sĩ Lam Trường. Bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha. Giống Lam Trường không? Giống rồi nha. Trời ơi, cho coi nha, cho coi cái nha. Anh Lam Trường ơi, có em Cát Tường viếng thăm. Ấn tượng chưa? Đôi dép lầu một đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả? Đó là cá tính và phong cách của em. Phong cách? Phong cách thì lạ lùng vậy. Ôi, nước da này ấn tượng quá. Rám nắng quá. Ôi, nhìn mà thích làm sao. Em ơi, nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép lầu.
Cái tình tiết đôi dép lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài, nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm. Bên kia thần tượng Lam Trường, em có thần tượng ai không? Em thần tượng người mẫu Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Tôi biết Thanh Trúc à, nhìn coi giống Thanh Trúc không nha. Người mẫu Thanh Trúc. Cười cười á. Em giới thiệu đâu có hoa đúng không? Quá trời xinh xắn và duyên dáng. Nhìn bên kia giống Bùi Trúc không? Nói chung là dễ thương không? Dạ. Mặt bùn đỏ, hợp với dép lào á. Dép lào đỏ, dép lào đỏ. Bây giờ bạn đang có nôn nao muốn gặp Linh không? Linh ơi, giờ khắc giao thời đã đến rồi. Linh ơi, dạ, nôn nao quá. Muốn rồi. Không? Muốn. Muốn gấp không? Gấp không? Giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng? Bông hồng. Bông hồng, rồi cầm lại đi. Chuẩn bị. Giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn. Bạn Liêm và bạn Hằng. Tới và rồi, bạn quay quá. Mặt về phía cái màn. Sao qua? Màn tình yêu. Chuẩn bị. Kéo lên. Bắt đầu. Mở mắt ra. Cục gạch giấu đâu rồi anh? Kìa. Ờ, em yên tâm rồi. Hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện nên mình tặng bạn luôn. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Quá dữ. Thích quá. Mình nhanh nghe lên. Nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn. Bạn nghĩ sao gì về mình? Liêm. Liêm mạnh mẽ hết sức có thể luôn. Tiếp tiếp đi bạn, có 2 phút thôi mà, nhanh lên. Bạn nghĩ sao về mình? Bạn rất là gần giống như gần phải nói là tí nữa là như Thanh, người mẫu Thanh Trúc rồi. Chúng ta còn 30 giây, nhanh lên. Nói gì đi. Mình hẹn hò nha. Hết thời gian. Quay lại. Bây giờ thời khắc quan trọng. Chuẩn bị. Để tay các bạn sau. Sẽ có 3 tiếng đếm ngược. Tay phải, đây. Và để tay vào nút bấm để xem trái tim màu hồng có hiện lên hay không. Một, hai. Không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không, còn bạn nam thì muốn rồi đó. Ba, bắt đầu. Chúc mừng. Mời bạn đứng dậy. Em vui quá. Cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái đồng ý hẹn hò với bạn? Em rất là vui. Nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao? Thì đó là do duyên số của em chưa đến. Giờ bạn thấy đến chưa? Dạ đến rồi. Còn em tại sao em quyết định nhanh lẹ vậy? Em nói chị nghe coi. Em cũng biết hết rồi. Em cũng biết hết. Nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích. Thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò gửi tặng bạn một cặp vé xem phim. Đây là cơ hội đầu tiên và tôi nghĩ rằng bạn hãy nắm chắc cơ hội đó để tiến xa hơn nữa. Thì tặng hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau và dắt nhau đi xem phim. Trời ơi. Điều này em cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn nhiều nha. Tặng em. Anh kỳ quá à. Người ta tặng bông hồng, anh tặng cục gạch. Cái này cũng ấn tượng lắm đó nha. Mình nhìn bề ngoài mình không thể nào đánh giá được con người. Thấy gồ ghề quá à. Em nghĩ là người rất là khô khan. Nhưng mà khi tỏ tình, trời ơi, đi thẳng một cái đét. Anh muốn hẹn hò, trời em có đồng ý anh hẹn hò không? Em thấy cặp này rất là dễ thương nha. Em cũng muốn hẹn hò đúng không? Rồi trước khi mà giới thiệu cho em á thì anh sẽ tiếp tục giới thiệu một cặp nữa xong cái đã rồi mới thích em. Gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi, làm gì trời?
Mai làm như Long Thành sập chuồng hay gì. Mở rào, bắt đầu âm nhạc. Đó. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Cái gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi, làm gì trời. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi. Mời bạn gái giới thiệu trước nè. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. Quê Châu ở đâu? Quê em ở Cần Thơ nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. À, rồi, mình đang làm việc ở quận mấy em? Dạ, bệnh viện quận 3 chị. Quận 3. Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây, mời. Mai làm như Long Thành sập chuồng hay gì. Cái gì? Gì vậy? Có giới thiệu không? Chưa, từ từ đi thôi. Trục trặc hả bạn trai? Trục trặc kỹ thuật hả? Trục trặc, cái gì đây? Trời ơi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Chào quý vị khán giả và các bạn hỗ trợ chương trình. Mình tên là Nguyễn Huy Hảo, năm nay mình 29 tuổi. Quê quán ở Hà Nội nhưng mà mình sống ở Hồ Chí Minh rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đang ở quận 8. Công làm việc công việc gì? Dạ, công việc chính của em là về marketing. Hiện tại em đang phát triển dự án về giáo dục ở trường đại học tài chính marketing quận 7. Vậy mà nãy tưởng nó nuôi bò. Thôi được rồi, về rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi hai bạn. Mời bạn gái. Ưu điểm của em là rất là chân thành. Em hiền và biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe mọi người. Rồi. Dạ. Khuyết điểm của em thì hơi sợ đứng trước đám đông. Em ít nói. Hơi nhút nhát ha. Dạ. Rồi. Với lại em nấu ăn không có ngon cho lắm. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với gia đình, ba mẹ với anh chị. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, em xin giới thiệu sơ bộ về cái ưu điểm của em. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn. Nhưng mà em thích nấu thôi, không thích dọn. Nên nếu mà bạn nữ dọn là em sẵn sàng nấu. Trời, ở bên đây thì không biết nấu, em dọn được không em? Dạ được chị. Dạ bên đó ảnh nấu cho em ăn rồi em dọn. Dạ. Rồi còn gì nữa không em trai? Dạ, cái thứ hai là khả năng của em trông trẻ rất là tốt. Em rất là thích chơi với trẻ con. Ưu điểm nữa là em là người dễ thay đổi, dễ lắng nghe và không bao giờ cố chấp. Gì lạ? Dễ thay đổi là sao? Tức là mình thích nghi được với lại môi trường sống đó chị. Mình dễ bị tha thứ hơn chứ không có cố chấp là phải đi theo một cái. Chứ trong tình yêu mà dễ thay đổi là mệt lắm nha. Dạ. Tiếp khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm thì hơi nhiều nhưng mà em chỉ nôm na khoảng 3 cái thôi. Thí dụ? Dạ, cái đầu tiên là em nói nhiều lắm. Nếu mà ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm. Nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày. Trời ơi. Khuyết điểm gì nữa? Thứ hai là nóng tính. Ở đây á là khi em làm việc á thì em muốn có một không gian yên tĩnh. Nên là cứ để em làm thôi, đừng có đụng vô em thời điểm đó. Em có thể rất là dễ bị cáu. Chứ ngoài công việc ra thì bình thường. Rồi thứ ba. Dạ, cái thứ ba nữa là về cái độ lãng mạn. Hiện tại em 29 rồi. Nếu mà bạn gái đòi một sự lãng mạn ở hiện tại thì rất là khó. Tại vì hướng ở bây giờ chỉ là xây dựng gia đình thôi và phát triển sự nghiệp về con gái sau này thôi. Phải làm sao cho người ta, phụ nữ biết là mình thương yêu, mình chăm sóc người ta chứ. Lãng mạn. Em có rất là, anh thấy hôm nay mặc đồ là anh biết em chu tính cỡ nào rồi. À, rồi. Em đảm bảo là bạn đã quen em là một ngày chỉ cười. Vậy được rồi. Rồi thôi vậy cũng được. Bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi em? Khoảng 7 năm. Em chia tay 3 năm rồi chị. À, dạ, 7 năm rồi. Sao lại phải chia tay vậy em? Dạ, chắc là tụi em không có duyên. Tại vì tụi em quen là từ lúc còn đi học á. Cho nên tới lúc ra kiếm việc làm được rồi thì mấy bạn nó cũng tìm người khác luôn. Nói chung là tình yêu 7 năm nhưng mà của thời tuổi trẻ, thời còn đi học, đúng không? Nó cũng chưa đủ sự chín chắn. Rồi, bạn trai mình có mấy mối tình? Dạ, em thì thuộc lại thanh niên dễ dãi, dễ bị dụ lắm. Em quen đến giờ là 16. Nhưng mà chính thức quen là 6. Yêu thì 1. Chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi chị. Quen được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi là cũng dài lắm à. Dạ, đây là mối tình mà nếu mà nhắc lại em cũng thật sự em chúc phúc cho cô bé đó rất là nhiều. Cô đó có gia đình chưa? Dạ, cuối năm nay cưới. Rồi, bây giờ mình tính tới chuyện mới đi. Đừng tính chuyện cũ nữa. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
À, dạ, em muốn tìm một bạn trai chân thành. Tại em ít nói, nếu bạn ấy vui tính một chút thì tốt. Nói nhiều với anh đó được không? Anh nói là 10.000 từ một ngày đó. Được không em? Dạ chắc là được. Còn gì nữa không em? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc đó chị. Em hút thuốc không? Dạ hồi 5 tuổi có hút mà giờ bỏ rồi. 5 tuổi có hút. Này biết hài hước ghê ha. Coi như không hút đó em. Rồi không sao? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Về ngoại hình. Em thích bạn trai cao hơn em khoảng 1m6, 1m65 gì đó là được rồi. Ngoại hình trung bình thôi. Rồi bên này bạn gái mẫu người cũng rất là đơn giản, chỉ cần bình thường là được. Bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em hiện tại là đơn giản cực kỳ luôn. Em kiếm mẹ cho con em, và đặc biệt là kiếm con gái cho bố mẹ em. Vậy thì người yêu lý tưởng của em như thế nào? Dạ mẫu người yêu lý tưởng của em thì hiền, biết chăm sóc gia đình, hy sinh bản thân của mình cho gia đình. Là ví dụ như chồng đi làm thì vợ có thể ở nhà chăm con, tại vì chăm sóc con cái là cái nền tảng rất là. Ủa là sao? Là cuối cùng là không cho người ta đi làm hả? Dạ tại vì bây giờ mà có lấy về thì cũng làm chung với công việc với em thôi. Em cũng hoạch định sẵn công việc rồi, làm chung với em hoặc làm công ty bình thường. Nhưng mà sinh con là nên tập trung chăm con trước, cho nó cứng 1-2 tuổi rồi đi làm muốn sao cũng được, thoải mái. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân? Nhanh nhất thì năm sau. Tại vì em bây giờ 29 rồi, điểm đẹp của em là 30, thì cứ năm sau là được. Mà ý tưởng gì bữa nay về vậy? Dạ em cũng muốn nhắn nhủ đến bạn gái á, khi mà cố gắng luôn luôn có sữa cho con bú. Tại vì em nói là nếu mà vợ ít sữa thì chồng có sữa. À ok, cũng bình thường đó. Dạ cảm ơn chị. Rồi để anh xem coi đàn gái có hợp với anh đây không nha. Đàn gái người ta ngon lành, điềm đạm, thùy mỹ, nết nha. Chào gái. Dạ em chào anh. Xinh ha, xinh xắn ha. Em ơi, bây giờ em nghe bạn trai nói thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy anh ấy cũng vui tính. Anh vui tính đó. Dạ. Anh tính toán cũng kỹ lắm, giỡn giỡn chơi vậy thôi. Chứ một con người lập trường cũng khá vững đó em. Dạ. Muốn lấy chồng sớm không? Dạ muốn anh. Em muốn hả? Một năm nữa không? Được không? Dạ được, càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt ha. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. 10.000 từ có ba hoa không? Dạ kể chuyện hai không à? À được, kể chuyện hai nói chuyện vui thôi. Anh thấy cũng ổn đó, cũng vui đó nha. Dạ. Rồi mình khảo sát ý kiến người thân nữa, làm cho hai bên gặp mặt luôn. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị gái. Rồi cho chị gặp mẹ em. Tôi xin chào MC Huyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Tôi rất là vui khi được gặp bạn này, là thấy là ưng ý. Dạ ưng ý hả cô? Dạ. Dạ. Như để cho chị góp ý thêm. Dạ. Chị ruột á hả? Thấy em rể tương lai sao chị gái? Theo em thấy là em rể tương lai là được. Có thể là bù đắp lại với lợi trong những lúc mà bé Châu ít nói á, có người cũng nói lại cho vui cũng đỡ. Châu, nhìn khuôn á. Ừ, thích à, là rồi đó. Nhà, thích khuôn á. Cảm ơn gia đình bên đàn gái. Dạ, cảm ơn cô với lại chị rất nhiều. Rồi, đàn trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay em đi với lại bạn và cháu của em. Dạ, đáng lẽ hôm nay là ba mẹ em đi á. Nhưng mà sáng nay có bệnh nhân đột xuất á, nên mẹ em phải ở nhà khám bệnh á. Nên là mà nãy giờ là mẹ gọi miết à, hỏi tình hình sao rồi cũng dữ dằn lắm. Mẹ em là bác sĩ hả? Dạ, đang làm phòng khám nên là không có bỏ bệnh nhân đi được. Thôi bây giờ cho gặp bạn với gặp cháu đâu, cháu đâu? Dạ, con tên là Ngô Minh Đức à, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường và chào tất cả khán giả. Trời, giỏi ta. Rồi, cô chào con. Rồi, nãy giờ con coi là con có nhận xét gì về hai cô chú ngồi trên này? Dạ, cậu con thì cũng ít nóng tính. Con cũng hiếm khi thấy cậu con nóng tính lắm Thì cậu cũng hòa đồng và mỗi lần mà có tiệc gì đó là cậu đều là trung tâm của bọn trẻ con. Ghê vậy hả? Trung tâm bọn trẻ con hả? Dạ. Còn con thấy mợ là sao? Cũng tốt bụng, hiền, chắc là cũng hợp với cậu con. Ghê ghê. Rồi cho gặp bạn đi. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Vũ, là bạn của Hảo cũng rất lâu, từ cấp 2 rồi. Thì tính tình của Hảo thì như mọi người thấy rất là vui vẻ, lại biết nấu ăn nữa. Mà Châu bên đây thì không biết nấu ăn thì không sao đâu. Còn cái phần mà sau khi nấu ăn mà ai mà dọn dẹp á, thì không sao đâu Châu. Em dụ nó một hồi là nó cũng dọn hết à. Cho nên em thấy hai người có thể tiến tới được nhau. Em xin rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Cái trả lại trạng không? Thái ban đầu. Chuẩn bị, mở rào. Bắt đầu âm nhạc. Đó.
Trời đất ơi. Rồi, ngồi xuống đây đi em. Mà thấy đường ngồi không? Thôi, đó. Thường thường là nhà trai cô chú rể mở gái tự mở, mở tự kiểm tra coi. Mở mặt cô dâu. Anh ấy là ai? Bên đây cô dâu mở mặt chú rể xỉu luôn. Hú Hà. Đó, Hú Hà. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Nè, cảm ơn ta đi. Anh có một món quà. Cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy. Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi. Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi. Anh hy vọng nếu em can đảm thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Bạn gái cảm giác thế nào khi lần đầu tiên gặp bạn trai mà trong một hình hài rất là dễ thương như vậy? Hơi bị bất ngờ. Lần đầu tiên em gặp người vui tính như anh. Anh cảm ơn lời khen của em. Thật ra lúc mà nhìn em á, anh cũng hơi hết hồn. Anh dặn chương trình rồi, kiếm xấu xấu thôi, cho dễ bấm nút. Kiếm vậy khó quá, không biết được cơ hội không. Chưa gì mất tự tin rồi. Anh muốn hỏi em một câu á. Dạ. Nếu mà mình mà có thể có cơ hội mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn đẻ con trai hay con gái? Nếu câu trả lời là gái, anh sẽ đến ôm em ngay luôn. Em thích cả trai lẫn gái, nhưng mà con gái đầu lòng thì tốt hơn anh. Em giống y chang anh, nhà anh cuồng gái lắm. Đâu, ôm ngay luôn đâu. Thôi để em ôm đại đi. Trời ơi, cỡ bộ đồ đó ra. Ông bận bộ đồ đó, ông giấu cái body của ông ở trong em sao? Em không muốn nhìn cái body của ai anh. Ai mà biết. Được rồi, vô sau mình nhìn sao cũng được anh. Này gì đây anh, gì đây? Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Wow, anh thấy chữ chồng tương lai. Nhớ bấm nha. Đứng kế bên đọc cho bạn gái. Không, em không bị, không gỡ được. Dạ. Bò nó cũng biết mở thư nữa ha. Mở cho. Đứng sát bên bạn gái đọc, bạn gái viết cái gì cho bạn đó. Dạ. Gửi người sẽ nắm lấy tay em bước tiếp đoạn đường sắp tới. Chồng ơi, anh có biết em đã đợi bao lâu để được gọi lên 2 tiếng này không? Em là một cô gái nhút nhát, em rất sợ người lạ, sợ có ai đó sẽ bước vào làm đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng em cũng luôn mong chờ một người sẽ bước đến nắm tay em, dẫn ép em vào một cuộc sống mới thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Và cuối cùng anh cũng đã đến, chào anh chồng tương lai của em. Cái cặp này hình như là đâu từ kiếp trước rồi á. Rồi, cảm nhận về nhau thế nào? Bạn gái thấy chàng trai thế nào? Nói luôn đi nào. Em hơi xúc động. Cứ nói đi em, hãy nói cảm nhận của mình không sao cả. Anh nắm tay em chờ đỡ luôn. Dạ, em chờ được nói lên những tin nhắn này cũng lâu lắm rồi. Nãy nghe những cái yêu cầu của anh về bạn gái hay là về vợ tương lai á, em thấy em sẽ cố gắng để... Anh hiểu rồi. Anh cũng hy vọng là hai đứa có thể cố gắng làm sao để gia đình hai bên vui, rồi mình có thể hy sinh cho nhau cuộc sống, cãi nhau này nọ. Nhưng mà khi anh nóng thì em nguội, khi em đánh đá thì anh sẽ thùy mị hơn. Anh hy vọng là mình sẽ chan hòa được cái đó. Dạ. Em muốn anh luôn luôn nắm tay em như vậy, không bao giờ buông ra hết. Được, anh tin tưởng. Tiếp về ghế luôn, không cần nói gì nữa cả. Chúng ta tiến hành bấm nút luôn. Ngày hôm nay thực sự là họ đã có duyên với nhau. Còn phận thì họ sẽ quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chưa đếm thì bạn nam đã bấm nút rồi. Mà sao em gấp vậy? Từ từ em phải đợi chị đếm chứ. Dạ. Chị chưa đếm mà phải cướp nhanh chứ. À, phải cướp nhanh. Người ta đợi đuổi. Này, nắm tay nhau đi nào. Hôn nhau đi. Thôi em, anh xin hôn vô má của em nha. Nắm tay bò nãy giờ có cảm xúc gì không em? Nó không có nhiệt độ gì hết. Không có nhiệt độ gì hết trơn. À. Đó. Đây là chiếc vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, gửi tặng các bạn. Chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và phần quà dành tặng cho hai bạn đó là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng.
sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Cố gắng lên nha, cặp này là chúng tôi hy vọng lắm đó. Rồi. Rồi, nắm tay nhau và đi... Đưa bạn gái đi xem phim đi. Đi xem phim, đi tìm hiểu nhau. Tôi chưa có kiểm tra được cái body của các ông này. Sài Gòn kiếm ghệ anh ơi. Trà Vinh hay Tây Ninh? Bạn ở Trà Vinh, quê Trà Vinh nhưng đang làm việc ở Tây Ninh à. Và hôm nay đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh à. Mời cô bạn gái rất là xinh của chúng ta ngày hôm nay bước ra sân khấu. Cái gì đây? Quà của em cho bạn nữ. Tặng cho bạn nữ hả? Dạ. Rồi sao bánh tráng? Cái gì đây? Đặc sản của em đó. Rồi cô tặng một giỏ vậy đó. Vậy cho bạn nó ăn súng răng luôn. Dạ em ở Sài Gòn. Có đợi nhắc tuồng nữa đó, cái giỏ mà cũng đợi nhắc tuồng. Có cái giỏ mà cũng quên nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy Lên? Chị Lên và chào chị Gác Tuồng nha các bạn khán giả. Cái gì vậy? Cái gì vậy Lên? Sài Gòn kiếm ghệ anh ơi. Hai lúa Sài Gòn kiếm ghệ hả? Dạ. Nay tính tạo ấn tượng ha, đi làm ruộng về. Dạ, không phải, tại em có biệt danh là Hằng Bờm với Hai Lúa. Nên với em cũng thích quê miền Tây nên thích thể hiện phong cách nha. À, thể hiện phong cách vậy đúng không? Thích Hai Lúa đúng không? Dạ. Bạn là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Trà Vinh anh. Trà Vinh, bạn lên thành phố làm gì? Dạ, em thì sống, hiện tại sống ở Tây Ninh anh. Em làm quản lý khai thác ở công ty khai thác khoáng sản Tây Ninh. Trà Vinh hay Tây Ninh? Bạn ở Trà Vinh, quê Trà Vinh nhưng đang làm việc ở Tây Ninh à. Và hôm nay đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. À, mời cô bạn gái rất là xinh của chúng ta ngày hôm nay bước ra sân khấu. À, chào em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Nga. Năm nay em đã trải qua 26 mùa lá đổ nhưng chưa từng nắm cổ tay ai. Bên kia là Nga, 26 mùa lá đổ rồi. Bắt đầu bạn giới thiệu cho bên kia nghe, cho nó giữ nè. Anh là em tên là Đỗ Minh Lộc, hiện nay em 29 tuổi. Dạ. Bạn hai mấy tuổi rồi, mấy mối tình? Dạ em có một mối tình duy nhất anh. Bao nhiêu năm? Em quen được 2 năm mà kết thúc nay cũng lâu rồi, khoảng 7-8 năm rồi. Chưa có mối tình nào khác hết? Dạ, nói không có thì cũng có tìm hiểu, như mình đi uống nước thôi, cảm thấy như là không có rung động gì thì cũng bạn làm bạn thôi chứ không có quen. Giỏ gì đây, giỏ có gì trong đây đây? Dạ, quà. Sách giỏ đen chi vậy, giỏ đệm chi vậy? Cái gì đây? Quà của em cho bạn nữ. Tặng cho bạn nữ hả? Dạ. Rồi sao bánh tráng? cái gì đây? Đặc sản của em đó. Rồi tôi tặng một giỏ vậy đó. Vậy cho bạn nó ăn súng răng luôn. Ác không? Tặng ăn súng răng luôn hả? Dạ. Bây giờ nãy giờ mình buồn quá, mình nói chuyện tình yêu không à. Giờ tôi muốn bạn tạo một cái ấn tượng gì đó trước khi gặp bạn gái đi ha. Mình hát bài gì tặng cho bạn gái được không? Dạ thường thì em khi mà em hát là phải có chén muối kế bên này. Uống chi vậy? Dạ vừa ăn muối vừa hát mới mặn mà được. Kể đó coi như bạn tưởng tượng có chén muối đây nè. Tôi cầm chén muối nè bạn, coi như chấm đây nè. Thôi đừng có ép, trời ơi, quá. Đó chỉ là lạc dữ lắm, ép làm cái gì. Rồi thử ơi, hát bài vui vui lên cái coi. Em thì hát cũng không được hay. Rồi mà xin hát một khúc ra. Đoạn mà anh ở đầu sông em cuối sông đi. Rồi đứng lên biểu diễn luôn. Thôi ngồi đi anh. Sao cho khán giả người ta vỗ tay bên kia người ta thấy hứng thú chứ. Đứng lên coi như Hai Lúa nó mạnh dạn chứ coi. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đông. Xa nhau đã chín ba mùa lúa. Thôi bây giờ hồi nãy giờ thì chị cũng không thấy giống như bạn thôi. Chị cũng không biết là cái bạn trai bên kia như thế nào, mà thấy khán giả ở dưới thì rất là vui cười, vỗ tay hí hửng lắm. Thì bây giờ trước khi chị qua xem mặt cho em thì chị muốn hỏi em là bây giờ em mong muốn cái người bạn trai của mình là cái mẫu người như thế nào, về vóc dáng, về tính tình, để chị qua chị xem rồi ngắn gọn. Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em á, thì em thích là thứ nhất á là chiều cao khoảng 100, cao khoảng 1m65 trở lên. Sao làm? Dạ, thứ hai là ngoại hình á thì năng động. Chị thấy có vẻ là năng động. Dạ, rồi đó. Dạ. Năng động quá rồi, luôn rồi đó. Chơi thể thao. Rồi thể thao dữ lắm à. Dạ. Dạ. Thứ ba là em thích đầu đinh. Đầu đinh? Dạ, mắt bồ câu nhưng mà con không phải con đậu con bay nha chị.
có nghĩa là mắt to ha. Mắt to, dạ. Mắt to. Bên đây tập tạ đó chị. Vui vẻ hòa đồng đó chị. Tính tình hòa đồng, dạ. Vui vẻ. Dạ. Ha, 1m65 đổ dạ. lên. Thể thao. Mắt bồ câu. Mắt này mắt này lạch. Lạch. À, chào chị. Trời ơi, cái vụ gì đây trời. Đứng lên coi được 1m65 không? Dư chị ơi, em tới 1m7 lận. Em có chơi môn thể thao gì mà nhỏ xíu vậy? Dạ. Môn nào em cũng chơi được chị, mà không môn nào em chơi giỏi. Tập tạ rồi đi chứ. Chạy bộ với Tây Ninh rồi lên đi cho cơ bắp rồi nó cuồn cuộn chút chứ. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy trời? Không, cái này chị không biết. Cái này chị khó nói lắm. Khó quá hả chị? Bổ nhiều lý tưởng của em như thế nào? Tùy cái gu em, biết đâu gu em gu lạ, thế gu chị là thua rồi đó. Để coi gu người yêu bạn trai như thế nào nha. À, anh này cao trên 1m55 thôi. Mặt trái son, em thích mặt trái son. Mặt trái son hay mặt trái xoan? Trái son. Hai cái khác nhau nha. Mặt cây son. Son cái dài sọc rồi đó. Còn dài sọc. Rồi mặt trái xoan. À, em thích mặt trái son anh. Hơi bầu bầu bầu, bầu tí. Bầu bầu tí? Dạ. Mới thích gì nữa? Dạ. Nếu mà mắt to tí thì đẹp hơn. Dạ. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Em thích, không thích những bạn nữ như là thứ nhất là hay càm ràm, không biết thương người ha. Nói chung là thích tính thương người ở người phụ nữ ha. Hiền thì tốt. Chờ chút xíu nha. Có càm ràm không? Em chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay càm ràm không? Dạ không, em cũng không hay càm ràm hết á. Nói tiếng được, tiếng không được là quất luôn. Dạ. Càm ràm gì chứ. Thương người. Dạ có. Người nào thương mình thương lại không? Thứ nhất là em ưu tiên người già và trẻ em. Người già trẻ em. Dạ. Bên đây trẻ em đó. Dạ. Ưu tiên người già, trẻ em yên tâm đi. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt nha. Cặp này tôi thấy khó đỡ lắm mà nha. Rồi rồi chứ dữ lắm mà. Màn đâu kéo lên. Hai người này đi ngoài phố hay lắm nè. Chào anh. Chị em hỏi là anh có thích ăn cay không? À, mình ăn thì ăn được thôi chứ không thích cay, mình thích ngọt thôi. Ủa, lý do tại sao bạn lại hỏi thích ăn cay hay dạ không? Tại vì em là gốc em người miền Trung á, Thừa Thiên Huế đó anh. Nên là em ăn cái món gì cũng phải có ớt đó. Em hiểu ăn rồi. Cay lắm nhưng mà ăn cay mẹ không có ghen. Dạ. Ủa bạn Nga ở đâu bạn Nga? Dạ em ở Sài Gòn. Cũng có món quà đợi nhắc tuồng nữa đó, cái giỏ mà cũng đợi nhắc tuồng, có cái giỏ mà cũng quên nữa. Chào, vì có một ruồi ngay đây nè. Dạ, em cũng có mà anh. Hai ruồi giống như nhau. Một ruồi viên á. Bên đây cũng cái một ruồi nè. Một ruồi viên. Ruồi ăn hàng dữ lắm luôn á. Có lời rồi. Có kết đôi hay không không biết mà hồi nữa ra bán cái đống bánh tráng này cũng kiếm được mới vốn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để nhấn nút. Nếu đồng ý thì chúng ta nhấn nút nha. Còn không đồng ý thì cơ hội sẽ qua. Lấy về là ăn bánh tráng với muối Tây Ninh không á? Ăn bánh tráng với muối không mà được nhiêu đó là cái tướng được vậy đó. 1 2 và 3. Biết lấy lòng người khác quá ha. Hai đáng, người đâu đứng sát sát vô coi hợp không? Đáng lẽ là không có chọn đâu đó. Tại vì có cái vỏ này mới chọn đó. Hai người thọt tay vô đây nè. Đây nè, vô đây à. Mình vô đây. Đó, nắm tay vô. Nắm vô, trời ơi, cái tay lạnh ngắt. Có gì đó. Về đi bắn muối Tây Ninh. Tường xíu nữa, xếp ra cho Tường, xếp ra chụp tấm hình kỷ niệm ấy. Hai người này lạ lắm nè. Thôi, để cảm giác sao? Nắm tay, cảm giác sao? Là lạnh anh ơi. Thấy được không, được không? Quá được anh. Quá được. Mình cũng không ngờ là hai bạn lại quyết định là hẹn hò với nhau ha. Tại vì đối với mình thì cái đề cập này cũng hơi lạ. Hôm nay mình cũng không có dám nói gì nhiều. Mình chỉ là đưa dắt mối dẫn đường vậy thôi. Còn quyết định là do hai bạn. Hợp nhất là hai cái bục lùi bên này, cái bên này cái là. Hy vọng là hai bạn sẽ hòa hợp với nhau ở một cái chặng đường dài. Và chúng ta sẽ đưa nhau cùng về quê nhau chơi. Miền Tây xa xôi và miền Trung xa xôi. Không có xa khi mà hai trái tim ta xích lại gần nhau thì chúng ta rất là gần nhau. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.